của ông Đỗ Văn Hạc. Của ơi nơi dương gian trời sắp trở về tôi, đoàn nhạc thiếu chúng con xin phép được kêu thay lạy đời cho toàn thể con cháu anh em, xin kính thỉnh chân linh hương hồn cụ về hến hưởng nguồn cơm. Tâm mơ vai thỉnh trời, trời cao vời vợi đất rộng mẹ thanh thanh, cha mẹ vất vả nuôi dưỡng các con từ tâm mơ bé, công cha đầy trời, công mẹ đầy non nê, công cha thì như núi Thái Sơn nê, còn mẹ thì chiếc lấy ướt để nhường người khô sao. Cha ơi giờ đây trời sắp tối rồi, mâm cơm đạm bạc xa đình, cha ơi nay các con xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha về, cha lại lâm yên hương. Cha ơi nay vì kim cứ Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh, Thái Nguyên thành phố Tân Thịnh phường tổ dân phố số 50, cha ơi này cháu con anh em xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha là Đỗ Văn Hạc, cha niên sinh 1943, cha lâm năm trung y tạ thế lúc 3:55 ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức ngày 9 tháng 1 năm Giáp Thìn, cha hưởng thọ 82 tuổi. Hú ba hồn bảy giờ này cha còn đã phải phất nơi đâu, phía đông phía tây phía nam phía bắc, cha ơi hay là người đang ở đỉnh trường sơn, hay là người đang vui thú nơi cỏ cây sông núi, cha ơi hay cha còn này đang cưỡi hàng xe mây, cha nghe thấy lời cháu con anh em thỉnh gọi, ba hồn bảy vía tốc nhập đàn hở tràng lại lâm mơ hiên hương. Nhất tuần này con trai châm tiêu, các con trai lên rót ba chén rượu để báo hiếu cho cha. Nhất đi tuần nề là tuần nề con rót, rót ba chén rót chén có rượu đàn, ba hồn nề là hồn bay biến mà để cha về, về rồi cha ai lâm mê là tuần con kèo chén rượu xa, cha hỏi là hỏi cha ơi mà để các con cúi chào, cúi chào cha đây là ôi cha.
tuần nè có giót nè, giót mưa trắng nè, giót trên có gì âu đau. Đèn nè ớt bây giờ trang nghiêm, cùng đức sinh thành, sinh thành dặn các kỳ con nghe là phần đi chúc thương. Con dâu lên trước linh sàn, xới cơm gắp thức ăn vào tháp để mời. Xin mời con gái con dâu lên trước linh sàn, xới cơm gắp thức ăn vào tháp để mời. Các con là con gái con dâu, xới cơm gắp thức ăn vào bát quân mời cha như bao vừa thông thường. Cha ơi, ngày ba bữa cơm mi có cha có con đi. Ngày ba bữa cơm có cha có con có ông có cháu quê. Từ nay trở đi căn nhà này vắng bóng cha rồi. Cha ơi, nỗi đau các con mất mẹ thì chưa nguôi. Ngày hôm nay cha lại dứt tình cha buồn. Trời sắp tối rồi, cha ơi, các con mời cha bữa cơm cuối ngày. Ba hồn bảy vía cha về xới cơm nghe. Gấp thức ăn vào bát thức mời cha. Nay xin mời đại diện cháu nội ngoài lên rót nước để mời ông. Ông ơi, còn các cháu nội ngoài con lên trước linh sàn, con rót mời ông đi tuần nước tuần trà. Ông ơi, con các cháu nội ngoài con rót mời ông tuần nước đi ông ơi. Ông ơi, lúc các cháu bé nhỏ thì ông bé ông bầu ôm cháu vào lòng. Nội ông ngoại ơi, đêm bằng ngày hôm nay các cháu biết bưng bưng cơm bưng bưng nước để mời ông. Ông ơi, ông bà đã bỏ các cháu đi hết cả rồi, từ nay trở đi các cháu biết lấy ai đi gọi ông gọi bà trên cõi đời. Con gọi cha, cháu gọi ông về xới cơm xới nước. Hồn cha phảng phất nơi nào cha. Cha ơi, ông ơi.
trong con tay chấp hồi quỳ. Ôi cha ơi ba hồn nề, bảy vía cha về. Cha ở đâu về, cha xuôi hạ cốc về. Cha về cho nhìn các con các cháu nhìn anh em nổi cười một lần sâu cuối để rồi cha đi. Cha ơi cha về nhìn các con các cháu một lần sâu cuối để rồi cha đi. Từ nay trở đi nó mất cha mất mẹ, các cháu nó mất ông mất bà rồi. Cháu con chớp đi tay vài lời muôn ngàn lần nề, cầu chúc khi cha ra đi cha về. Nơi đất Phật thanh nhàn, siêu thoát cha độ chỉ cho toàn thể cháu con. Tín chúng kiện thành nghề hương hoa đăng trà quả thức, lễ tất cung cung nhị vai. Lễ chúc thực cho cụ Đỗ Văn Hạc đã xong, xin mời cháu con anh em để tề tựu vào hai bên linh cữu. Chúng ta thu lại các sơn canh để đón các bạn khách trở về những vườn tín tiếng của hội chủ.